podcast của mình nha. Hôm nay rất là lâu rồi mình mới lên lại YouTube cùng trò chuyện với các bạn xíu, với lại vấn đề thư thác mình giới thiệu trong ngày hôm nay. Lâu rồi đó, mình không có thấy mình lên YouTube phải không? Không phải mình quên các bạn hay là mình bế quan tọt hẳn gì đâu, là tại vì trong thời gian vừa rồi á, công việc nó nhiều quá, cứ ngày rồi đêm rồi tới tối mới rảnh, 9-10 giờ tối mới rảnh đó, nên bớt quá ngủ luôn. Bữa nay mình làm clip này là cũng lúc là 9 giờ tối rồi đó, cũng tranh thủ chút xíu đó, làm clip cho các bạn coi. Thì trong thời gian vừa qua thì cảm ơn tất cả các anh em, cô chú, anh chị đã ủng hộ mình những bộ hồ siêu thác nha. Thì bên mình cũng có làm hồ kiến nữa, nhưng mà ở xa quá thì mình không có ship được kiến, chỉ là mình thường là ship những bộ hồ siêu thác cho các anh chị em thôi nha. Và bây giờ mình có vài mẫu hồ siêu thác vừa mới đáp xong nè, đẹp lắm, gần Tết rồi, mỗi người kiếm một bộ hồ siêu thác để chơi Tết nha. Rồi bây giờ mình quay những bộ hồ siêu thác cho các bạn cùng coi nha. Xin mời các bạn. Rồi, giờ đây những bộ hồ siêu thác mình giới thiệu nè. Đây, bộ hồ siêu thác, đây là một bộ nè. Đây là một bộ của anh Mến ở dưới thành phố đặt mình một bộ hồ mà dài cỡ 70-80 á, dài 70-80 á, ảnh chơi hai bộ đây nè. Cái bộ này á là thác dạng bộ Tây Du Ký nha. Cái đây mình nè, mình làm đây có cái bậc thang nha các bạn. Đây có bậc thang đi nha, đi qua đây luôn. Chưa sơn, đây mới ráp xong, chưa khô nha, mới ráp còn ướt, vậy phải sơn nữa mới được. Đó, các bạn thấy đã không? Có những chú cọ bay, bảo tháp bay. Bộ này là xài là đã luôn á. Thường là khách thích những bộ hồ có dạng Tây Du Ký, nhìn nó rất dễ thương, rất là hay. Đó, đây là cái mẫu này là cao 35 cm nha. Mẫu này cao 35 cm. Đó, bộ này thì cũng thác góc vuông. Bộ này cũng góc vuông luôn. Và máy bơm có để phía sau cái thác này các bạn. Xài máy bơm nha. Máy bơm xài sau cái thác. Rồi bắt đầu mình cho coi cái mẫu kế tiếp nè. Đẹp lắm. Đó, các bạn thấy không? Quá đã không? Cái đây từ đây về tới đây dài cỡ 35-40 cm nè. Đó, các bạn để cặp vô góc vuông luôn, đẹp lắm. Đây là dòng thác chảy đây nha. Đó, cũng mới vừa ráp xong luôn. Có cây cầu nè, có ông già câu cá. Ở đây mình có cái dòng thác trên đây đổ xuống á. Dòng thác trên đây đổ xuống ấy. Cái đây cái mình sơn cái màu trắng ra, nhìn từ xa giống như là thác đang đổ ra, rồi ngay chính giữa đây sơn màu trắng như dòng sông đổ ra nha các bạn. Còn đây là có cái nhà rông nè, nhà mát nè. Đó, đây là ông lão câu cá nè. Đó, từ nhà rông nè, mình có làm một cái bậc thang đi nè. Đó, nhìn cảnh rất là tự nhiên ha. Bước qua cầu ha, đó, gặp ông già câu cá ha. Ồ, quá đã. Thì khi mà các anh chị mà đem hai bộ siêu thác này về thì ý tưởng riêng của mình á, thì kết hợp thêm mua bộ Tây Du Ký trang trí núi đá đâu thêm nha, chó đẹp nha. Thấy không? Đây là một bộ của một người. Bây giờ đây là một bộ của cũng một người luôn nữa, đặt hai cái luôn, cũng đặt hai cái luôn đó, của ông anh cũng đặt hai cái luôn. Hai cái là một bộ cũng bên trái góc hồ, bên phải góc hồ. Giờ tôi giới thiệu với các bạn đây bộ hồ suối thác bốn dòng chảy. Bộ hồ suối thác này, bộ hồ suối thác bốn dòng chảy nha. Thác chảy vô đây nè, nó thác chảy róc rách trên đây, thấy không? Còn cái này là các bạn biết dùng, cái nó cũng chưa khô nha các bạn biết không. Cái này là mình thiết kế theo cái kiểu như là cái đường xe đó, đường xe chạy lên trên đồi núi nè. Đó, đường xe chạy lên đồi núi, chạy khuất sau phía dãy núi đó. Đó, đây này ra một cái đó, các bạn thấy không? Đó, rất là đẹp đó. Trên góc thì cũng có cò chim, thì đó, cảnh nên thơ rất là đẹp. Thì cái này mình còn vẽ những cái vạch trắng trắng đường dầu nha các bạn, vẽ vạch trắng trắng đường dầu. Các bạn thấy mấy bộ này muốn thấy nó hoạt động không? Không những bộ hồ siêu thác này nha, không những bộ hồ siêu thác này coi nó hoạt động như thế nào nha.
Đó, khi để mình sơn xong rồi á, mình bỏ vô cái hồ, mình bỏ vô cái hồ đó, cái hồ mà có nước hơi xanh xanh trong đó đó, mình thử thác tiếp đó, nắng quá nước lên xanh luôn. Rồi nhớ hóng bộ hột này là cao 40, dài là 50 cm đó. Rồi bộ hồ này là bộ hồ mini nè các bạn, bộ hồ này là bộ hồ mini. À, cái hồ của người khách á đặt từ đây tới đây là cao dài dài 30. À, cái hồ của người khách thì cũng dài 30 32 thôi, nên mình làm cái kiểu dáng hơi vuông vức á, mình đặt vô trong cái hồ luôn, đặt lọt lõm vô cái hồ luôn, rồi mình sẽ thảm cái cát. Và đặc biệt là cái thác này á, mình không có làm cái thành chặn. Không, các bạn thấy cái thác này thì có cái thành chặn này đúng không? Cái thác này có thành chặn, còn cái thác này thì nó không có thành chặn. Cái thác này không có thành chặn, có nghĩa là cái hồ của người khách á, cái chiều rộng thì nó chỉ có 32 cm thôi. Đó thì nó tầm đây nè. Mình không có làm thành chặn tại cái chiều cao của này nó lùn quá đó. Mình không có làm thành chặn, chiều cao lùn quá thì mình sẽ thả láng cát tự nhiên luôn nha các bạn. Mình chơi theo kiểu rải thảm á, rải thảm nền bằng cát luôn cho tựa như dòng sông. Rồi các anh chị hai các bạn gì đó trang trí những khối đá lên. Và những cái mấy cái mẫu suối thác này ở đây á, thì khách cũng đặt chốt rồi đàng hoàng hết rồi nha các bạn. Thì cái này là đặt dạng chuyển khoản rồi mình mới làm đó các anh chị cô chú, rồi có đặt chuyển khoản rồi mình mới chốt làm mấy cái này nha. Đó đây là, còn đây là suối thác dán dòng sông nha, trên đây là có dán dòng sông mình chưa sơn đâu các anh chị cô anh chị em. Không những video này nghe những chợ khô xong xuôi mình sơn là mình sẽ ra những video. Và bây giờ là à đây quên nữa, đây có con cò nữa. Nãy nãy con cò bay không mà không nói con cò đứng, cò đứng nó đứng buồn mình. Giờ mình nói con cò đứng luôn đó, cò đứng thì con cò đứng thôi. À, cò đứng thì con cò đứng, nó có một bụi cỏ cái bên là con cò đứng. Còn con này, con cò này là con cò chết, đứng chết. Gọi là đừng đừng nói sao đứng chết nha, tại là mình đứng chết có nghĩa là mình cho nó dính cô dính vô trong cái thác luôn. Còn con nọ cò này nó sống nè. Đó con cò này sống nè đó. À, nói đùa cho vui thôi chứ hang cò này mình làm cái rặng dằn rời nè. Đó, anh chị muốn giờ nói đâu giờ đó, mình định dán hai con ngay đây luôn mà kỳ quá, thấy nó để như vậy đi, con trên con dưới ha, muốn để đâu đó để đúng không. Rồi các anh chị em nào có đặt cọc thì mình cũng nhận chuyển khoản rồi mình mới chốt sổ ra làm đàng hoàng nha. Rồi giới thiệu quá trời bộ hồ xuất thác đây nè, đang mặc lỡ dở nữa cũng sắp rồi. Thì bên mình đây cũng có đặt sỉ và lẻ cho các anh chị em ở tiệm cá bán lợi nha. Đó anh chị em nào gần thì thuận tiện mình ship dạng nhà xe thì mình sẽ giao qua nhà xe, còn khách lẻ gì mình vẫn chốt sổ mình làm bình thường nha. Đó ai đặt trước mình làm trước, ai đặt sau mình làm sau. Đó nhưng bộ này chưa chuẩn bị sơn. Đó, mình đóng thùng xốp, đây là cái dãy thùng xốp của mình. Đóng thùng xốp từng cái thác á, khách đặt thì mình đóng thùng xốp vận chuyển vậy đi nó mới chắc. Đó còn đây cũng lô nữa, đang cũng lỡ dở cuối năm rồi, lu bu dữ lắm, cuối năm rồi cũng lu bu công việc đồ, nói chung là cũng chằng chịt lắm luôn các bạn ơi, chắc ai cũng vậy thôi. Không phải là riêng ai nha, nó thì ở mình đây cũng đang lu bu. Đó thì cũng đang lỡ dở làm gần rồi luôn, à cũng đang lỡ dở làm gần rồi những bộ hồ suối thác này rồi. Thì trong vài mửa nữa khô á rồi mình mới bắt đầu sơn. Mà nó thật sự thì thường sơn thì mình sơn những màu đen là hoặc là nâu, là cái màu đó là dễ xài nhất trong những bộ hồ suối thác rồi đúng không. Có những bộ hồ suối thác mà màu xanh á, ha, màu vàng á, nhìn nó kiểu như nó giả giảo, nó không có thực tế lắm đó. Mình chỉ chuộng là màu đen hoặc là màu vàng,
màu nâu á, nâu chứ không phải màu vàng khè nha, nâu vàng vàng, nâu nâu cánh gián á đó. Thường mấy màu đó là khách xài chuộng, với lại nó nhìn nó thực tế hơn, mà thường là như vậy. Nào giờ thì khách đặt mình cũng là hai màu đó không à, đúng không? Đa số khách hàng là thích cái màu đó đó. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị em, cô chú bác rồi đã theo dõi video của mình nha. Và kênh video của mình, kênh Hồ Cá Phát, cũng xin tạm dừng kết thúc video tại đây. Yêu mến kênh Hồ Phát hãy nhớ đăng ký, like và chia sẻ ủng hộ kênh Hồ Cá Phát nha. Rồi có yêu mến những bộ siêu thác nào mẫu nào á thì chụp gửi mẫu về mình qua số điện thoại hoặc Zalo. Mình để số điện thoại Zalo trên màn hình luôn nha. Đó, các anh chị em cứ thấy trên màn hình đó là thấy video của mình, thấy trên màn hình đó là số điện thoại của mình, cứ liên hệ Zalo hoặc điện thoại đặt hàng nha. Thì lối này là tranh thủ đặt hàng là vừa rồi. Tại vì sao? Tại vì mỗi cái thác làm á, đôi khi cả 5 7 bữa xong ha, 5 7 bữa xong rồi, có khi mà dồn nhiều đơn của khách quá đó thì có thể cả nửa tháng mới rồi á. Tại là một cái, các bạn tính đi, đắp cái này đắp nó đắp từng chút 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 không, mà không có làm một lần giống như xây xây gạch xây nhà được, đúng không? Nói thêm miếng nữa cho cô chú anh chị hiểu một chút. Những mẫu này mình không có làm sẵn được, những mẫu này không làm sẵn được. Tại vì sao? Mình đâu có biết kích thước hồ của mỗi người cao nhiêu thấp nhiêu đâu làm, đúng không? Giống như này này cao 40, chiều cao tới đó là 40, thì cái hồ mình cũng phải là 50, tại mực nước đổ lên cũng phải là 40 45 gì đó, nhìn hết nguyên cái dáng thác nó mới đẹp, đúng không? Từ đây dưới đây 40 thì mực nước mình phải từ 40 tới 45, thì đương nhiên hồ các anh chị phải 50 hoặc năm mấy rồi, nhìn hết dáng thác nó mới đẹp cái hồ với cái thác mình, đúng không? Đó chứ đâu có làm sẵn sẵn được. Nên á, đắp đắp ngày 2 ngày không phải là lâu, nhưng mà mình đắp miếng trời nó khô rồi mình mới đắp chỗ này đắp chỗ kia được, nó vậy đó. Đó cho 1 ngày là đắp xong ha. Rồi qua qua ngày mai á, chờ 2 ngày sau chờ nó khô hết, khô mình mới sơn được, đúng không? Mình chờ khô hết rồi mình mới sơn được. Này còn ướt nè, mới đắp còn ướt tươi luôn nè, này mới đắp nè, nó ráo ráo nè, chưa khô nữa, không chờ nó khô hoàn toàn mình mới sơn được, thấy không? Đó các bạn thấy không, sơn phải chờ hết ngày nữa nó mới khô mới cứng mới chắc đó. Các bạn thấy 3 ngày chưa, 3 4 ngày chưa, thấy không? Rồi mình bỏ vô hồ mình test thử, ok mình vớt ra chờ nó ráo nước đàng hoàng. Rồi mình test thử, mình gửi clip cho mỗi người khách nha, ai đặt mẫu nào thì mình test thử gửi clip lên đó. Rồi giờ xong xuôi mình đóng thùng đi nữa, bạn thấy không? Quần quần cũng mất hết tuần lễ nói chứ chơi thì cũng ráng cực, đặt mình cảm ơn mà làm thì cũng cực đó. Anh chị em nghe giải bài vậy cũng đôi khi thông cảm nha, có người thì hơi hói thì không có hiểu cách mình làm nó lâu mau, thì hói cũng đương nhiên rồi, ai cũng nôn cũng muốn có liền mà mình cũng vậy, mình cũng muốn làm liền mà giờ nhiều đơn quá thì cũng thông cảm. Rồi chia tay tạm thời chia tay nha, video dài rồi chia tay nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video nha, xin cảm ơn rất là nhiều. Chúc sức khỏe mọi người ngày càng dồi dào và làm ăn càng ngày phát đạt nha. Hồ Cá Phát tạm biệt.